Thưa chị Hải Yến, là mưa lớn đã quay trở lại với khu vực miền Trung rồi và nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra. Vậy đâu là những khu vực có thể xảy ra sạt lở lớn nhất ạ? Vâng ạ, những nơi mà có nguy cơ xảy ra sạt lở lớn nhất thì lại trùng với những nơi mà vừa xảy ra mưa lũ đợt trước đoạn đó từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Và cụ thể là những nơi nào có nguy cơ xảy ra sạt lở cao thì ngay bây giờ tôi sẽ cập nhật đến anh Dương và quý vị khán giả. Thưa quý vị, ngay từ tối nay đến sáng mai thôi thì có thể là xuất hiện một số huyện miền núi cần chú ý đến sạt lở đất. Đó là tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Mỗi tỉnh thì có từ 4 đến 6 huyện thị xã có nguy cơ cao. Còn tại Quảng Nam thì có tới 9 huyện nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Sạt lở trong đêm thì cực kỳ nguy hiểm, nên nếu thấy xung quanh nhà có những vết nứt, vết lún, nước trên sông suối đục thì bà con cần sơ tán ngay lập tức. Ngoài sạt lở thì ngập lụt ở những vùng trũng thấp cũng đang dâng nhanh và mở rộng khi mà lũ trên các sông lên cao. Tối và đêm nay dự báo là mực nước lũ trên sông Thạch Hãn qua Quảng Trị có thể vượt mức báo động 3 tới hơn 1 mét. Sông Bồ, sông Hương ở Thừa Thiên Huế và sông Vu Gia ở Quảng Nam trên mức báo động 3 từ 20 cm đến 30 cm. Ngập lụt, sạt lở gia tăng vì mưa có thể tiếp diễn trong đêm nay và kéo dài đến hết ngày 21 tháng 10. Trọng tâm mưa lớn nhất sẽ nằm tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị với tổng lượng mưa phổ biến là từ 400 đến 600 mm, thậm chí có những nơi là trên 700 mm. Còn tại Nghệ An và Thừa Thiên Huế thì lượng mưa tại đây là từ 200 đến 350 mm và có những nơi là trên 400 mm. Còn bây giờ xin được chuyển sang những dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Huế đêm nay có mưa to đến rất to, nguy cơ ngập trên diện rộng. Mưa ngập sẽ tiếp diễn sang ngày mai, nhiệt độ dự báo không vượt quá 26 độ. Đà Lạt khả năng đêm nay cũng có mưa lượng khá, trời rét, mức nhiệt 17 độ. Ngày mai mưa dồn dập về chiều, nhiệt độ cao nhất là 21 độ. Thủ đô Hà Nội đêm về sáng có lúc có mưa nhỏ, gia tăng cảm giác lạnh, nhiệt độ khoảng là 20 độ. Ngày mai trời nhiều mây, vẫn khá lạnh, nhiệt độ không vượt quá 24 độ.